Nhà phố Giai Cai Thập Nhị nằm trong khu đô thị Giai Cai Nhà Bè thuộc phân khu Giai River County 1.1. Thuộc tính thương mại vừa ở kinh doanh, nên đây được xem là sản phẩm thu hút khách hàng nhất trên thị trường. Căn nhà phố nằm mặt sau đường Nguyễn Hữu Thọ, nên rất thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán và làm văn phòng. Diện tích của căn nhà phố là 7 x 17m, tổng là 119m², xây dựng một trệt, hai lầu sân thượng và áp mái. Hoàn thiện bên ngoài, bên trong giao thô, nên quý anh chị có thể tự đề co theo ý riêng của mình. Đường trước nhà là 12m, vỉa hè mỗi bên 3m, hướng căn nhà là hướng Tây Nam. Mỗi căn nhà được thiết kế và bố trí hợp lý, tạo nên những khu phố thương mại sầm uất và một cộng đồng cư dân đẳng cấp. Tương lai, đây sẽ là khu trung tâm thương mại sầm uất nhất dự án Giai Cai Nhà Bè. Đây được xem là mẫu thiết kế chuẩn với công năng đáp ứng được nhu cầu kinh doanh đa ngành nghề. Bên cạnh đó, được thiết kế bởi những thương hiệu nổi tiếng, phần móng là Đông Dương, mà bằng tổng thể là ETAW, Changzhou Architects, DI Group. Kiến trúc cảnh quan, nội thất căn nhà phố thiết kế siêu đẹp của ONG & ONG đến từ Singapore. Thiết kế hạ tầng là của TEDI South và NAGACCO. Nhà phố thuộc dự án 350 ha của tập đoàn GS Hàn Quốc. Được biết đến là chủ đầu tư trong xây dựng cơ sở hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam như tuyến metro số 1 Phạm Văn Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, cầu Vàm Cống, đồng bằng sông Cửu Long, cầu Vĩnh Thịnh ở Vĩnh Phúc, cầu Quý Cao ở Hải Phòng, thiết kế cảnh quan Laguna, Lãng Cô Resort Huế, Giai Thập Nhị Thủ Thiêm, vân vân. Quý anh chị sẽ được hưởng free những tiện ích tại dự án nhà phố Giai Cai Nhà Bè, như là với 3 clubhouse, đây là đặc quyền dành cho cư dân sinh sống tại đây, với không gian sang trọng rộng rãi, hay những chuỗi cà phê, khu vui chơi rèn luyện sức khỏe, hồ bơi hay công viên giác quan, nơi kết nối mọi cảm giác, mang đến những cảm nhận tốt nhất với 4 mùa tại nơi đây. Với 3 khu công viên là công viên bí mật, ẩn mình giữa những tán cây xanh thắm, công viên ánh sáng, huyền ảo lung linh, tô thêm vẻ đẹp của khu đô thị Giai Cai vào ban đêm. Công viên hoang dã mang đến cho cư dân không khí trong lành và gần gũi với thiên nhiên. Hay Pocket Garden, khái niệm mang đến 4 mùa khởi sắc, xuân, hạ, thu, đông, luôn luân chuyển trạng thái quy luật tự nhiên, tương xứng 4 mùa trong năm. Và đây sẽ là điểm đến độc đáo tại siêu đô thị Giai Cai GS Metro City Nhà Bè. Dự án GS Metro City Nhà Bè là một trong những dự án lớn trên thị trường bất động sản, đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng. GS Metro City là khu đô thị lớn tầm cỡ phía Nam Sài Gòn, được đầu tư và phát triển bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, với quy mô rộng lớn lên đến 350 ha, chú trọng vào chất lượng và kết cấu bền vững, tiện sử dụng, đáp ứng nhu cầu của số đông đại chúng, hứa hẹn sẽ là khu đô thị lớn nhất vùng Nam Sài Gòn khi hoàn thành. Đây sẽ là khu đô thị hội tụ các cư dân ưu tú, cộng đồng cư dân văn minh, thuận tiện năng động, không khí trong lành, thư thái, hòa mình cùng thiên nhiên và đảm bảo an ninh tuyệt đối. Hãy cùng chúng tôi tận hưởng một sự khởi đầu tuyệt vời của một cuộc sống mới tại GS Metro City. Bất động sản mà chúng tôi đang giới thiệu đến quý anh chị là bất động sản đang cần bán, do gia chủ kẹt tiền nên cần bán gấp. Quý anh chị hãy cần thêm thông tin, hãy inbox ngay. Hoặc quý anh chị cần ký gửi sản phẩm, chuyển nhượng lại dự án, hãy gửi thông tin ngay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.